Hello, xin chào mọi người nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay anh em mình nói chung là rảnh rỗi sinh lông lỏi làm mấy món nướng xem trên TV ấy. Tự mình làm thôi, kiểu dân phượt. Thì ăn thử cho xem. Gà quay gà. Sẽ là con gà. Gà này là gà nhà trồng được. 90% nó chỉ là thịt thôi. Toàn ăn thóc em mà. Và có ít cá nữa. Và đầu bếp, mình là đầu bếp chính, còn đây là đầu bếp phụ, gọi phụ bếp ấy. Vẫn là thằng em hôm qua lên video của mình. Và quay video nó cũng là một thằng em của mình nữa. Bây giờ là thao tác chuẩn bị đã. Và sau một thời gian hì hục thì cuối cùng Hùng vào đây, giời ơi. Những cái thành phẩm của bọn mình nó đã hoàn thiện. Anh em thì nhìn thấy đây là con ca quả mua ở chợ với giá 88.000. Sau những cái bàn tay nhu luyện của mình nó sạch sẽ và vào cái que. Đây, Huy. Và đây là gà nhà trồng được. Anh em thấy được không? Còn mình nói thật là rất là thiếu thốn về trang thiết bị nên là dùng tạm như này, nhà mình bán sắt mà. Cắt được hai sợi cho để luôn như này. Ở đây là những cái gia vị nguyên liệu. Con cá là lứa luôn á. Tôm đâu? Có tôm đâu? Kia. Tôm. Ôi chết rồi, tôm cho quay đâu, mày xin nó quay đấy đi. Và còn món tôm cứ làm đi cho mày. Thì cá này mình không biết là nướng thì bao giờ mới chín cơ, nhưng mà nhìn nó rất là đẹp. Mày quay cẩn thận lộ hàng tao đi ạ. Lộ hàng tao mày chết đấy. Đấy. Cá này nó không biết nướng được gì nhỉ. Giờ cho bạn làm đây. Cứ ra đây khổ thoải mái mà. Để quay này không? Ôi đồ gạch ấy. Nướng cá để cái gì đó? Để vào đấy. Mày để đi. Vừa cổ gạch đấy. Cái vịt này nó đẩy ngoài đấy. Con gà vịt lắm không? Đồ 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 đồ. Tôm nhớ cái đấy. Bọn mình cũng không biết lớn lên kiểu gì đâu. Cứ hì hục mà để thôi. Đây là gia vị vừa để có dầu hào các thứ như ở chợ cho mình có cái gì thì mua cái đấy thôi. Nó cũng chả biết làm thế nào đâu. Làm anh em lâu ngày làm này chơi vui một tí thôi. Tôm anh, ra xin tôm. Và đây nói chung là đặc biệt sáng ngày hôm nay đây. Cái này phải giỏi đấy. Đi theo ta làm cái gì? Phi ơi. Trên đây này. Mày cứ xin đi, khổ không mày. Mày lên clip chơi game thì sợ gì? Khổ mày, anh em mình nó yếu đuối ngại ngùng lắm. Kiểu như thiếu nữ 18 ấy. Nhưng về quê này chơi thì cũng không chơi nhiều. Mình có lẽ bây giờ mình làm ngày một vài clip thôi. Còn này kiếm những cái trò quay clip đời sống này cho mọi người thích hơn. Giờ mình cũng muốn trải nghiệm những cái này như thế nào. Trước chả bao giờ ăn những ngày đâu, chứ toàn xem tivi thôi. Hôm nay có hứng lấy là làm lại xem được không. Giờ tôi mày để cái gì đó. Ê tôm cứ từ tôm không biết đâu. Để thử đây em nào. Ui giời, ngon quá cơ. Nhìn chưa. Vui đây, quay gà sát cảnh hà kìa. Ui. Đôi, chạy. Ôi định mệnh. Chịt rồi. Nó to quá rồi. Thật nữa. Không, cái này đâu. Dập thật. Anh phải nước một thang thôi. Ôi tôi cắn lợn rồi. Múc tí nước vào xem này. Đổ tí nước vào. Cảm ơn những cái củ cháy ra. Cái con nước nó vẫn cháy. Ôi. Ôi sao hết quả hết. Nó chỉ bị một đằng thôi. Rút cái đang cháy ra. Coi ra. Đổ tí nước vào kìa. Không cứ để nguyên thôi. Chỗ này tẩm hết khó gầy lại đấy. Gà chuối đi. Hả? Mỗi đằng thôi mà. Lần đầu mà. Không sao hết, quẩy hết. Đưa khỏi cái này nè.
Đây này đẹp rồi. Sợ này có tắt không nhỉ? À, Hùng ơi Hùng, hạ bớt gạch xuống. Không được, đế đế quá rồi đúng rồi. Không, đế hết sự lửa rồi. Đế như này anh nhìn có nó nướng gạch nó cao thế này còn gì. Mà đấy lửa to. Không có lửa đâu, vừa nhìn đi. Cao như này nói chung là nhìn con gà nó cũng không được đẹp lắm. Nhưng mà con này vẫn ăn tốt. Ngon, vẫn ngon lắm. À, chứ mày có bôi mật ong được không? Có chứ, phải bôi chứ. Đúng là bôi nó không cháy này. Nó bỏ thế. Điên rồi. Ừ đúng rồi, bôi. Bôi, mình rút ra bôi. Không, bây giờ không, bây giờ lấy thìa. Ừ, mà, mẹ đây con hộp con này kìa, mẹ ơi. Mà đâu? Đây bao đây. Thôi tạm thời chứ. Cái đấy thôi, trời ơi. Mày hâm mà mày quay gà là cái gì? Thôi, để thì thôi. Quay phim nó là người em hỗ trợ của mình. Đây, cho mày. Mẹ, Hùng đổ. Đổ đâu? Đổ ra cái thìa này này. Đây, đổ thìa to thì mình lấy ngay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đúng là lửa thế này thôi. Trong súng như thế này. Trong súng như thế. Thế thì bây giờ nướng ở dưới, từ dưới lên. Ở đây mà đóng ấy này. Nó nóng nó ấy thành nguồn này. Chảy máu luôn. Bôi từ đâu thì nhấc nhấc đổi đầu bôi dưới không ạ? Nóng nha. Sờ xem nóng không đang cầm. Nóng không? Đấy nhỉ. Yeah. Nó phải thành nửa thế này thôi. Cá không nướng à? Hả? Cá không nướng. Thôi nhé. Mày cầm đi. Tôi có khi cá cứ từ. Cá nó chín xong. Cho nó đẹp đấy. Cá ghi thôi không nướng. Điên. Quá kho. Điên. Ngủ đen. Hiếm khi có gì có bếp này. Đây. Rồi, đá. Thôi, quay tôi tí. Đâu đó, dưới cháy rồi. Điên này, đê thế này không mở cháy được. Mày phải cho cái đầu trên này trước này. Đầu trên nó chín cái gì đâu, cứ quay đi. Tao bôi mật ong vào đầu trên thôi mà. Úi giời. Để dưới chín đã chín đúng không? Để ăn quay một tí. Ủa, mình không cả, ra đẹp. Khắp lọ. Ăn được hết. Ăn được. Để bóc cái cháy ra. Cao quá mẹ. Yên, cái này vừa thì cao thì mình cao. Giống gì? Đúng là ra kể mình biết quay ra gà thì mình sọc của người ta chứ. Ừ. Đi. Để đào đầu lại khó, đào đầu thì mày lại đút hết gà. Gà. Kiếm được gà, xếp đây. Cái bài bên này thừa thấy không? Đã kiếm được sao? À đây nhích 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 nhích. Cái này thế là cũng ngon rồi. Quay dưới. Mình đây. Ra đây. Các anh em xem một chút về cái ao mình. Ơi ghẻ con mẹ. Em thấy tuyệt vời không? Rất là đẹp. Cái này là ao nhà bác xó đây. Ở đây là hợp tác xã.
À, ủy ban người đàn bà quyền lực đấy anh em ạ, người đàn bà quyền lực đấy. Đây cái chỗ nuôi gà này. Đây nhỉ, rau sạch luôn. Ôi giời, không biết bây giờ mình ăn gà đây. Thôi ra cái. Thôi chờ đợi tôi biết sao rồi. Ở nghe thành quả rồi, cả chiều nay là lâu hơi cá bữa một tí. Nhưng mà không sao, chỉ ra gà thôi. Bọn mình đã rút ra kinh nghiệm là lửa khó điều chỉnh. Thế thôi giờ hai thằng cầm song sắt như này thì cho nó nhanh. Đỡ lại bé rồi. Vất củi à? Nói chung là cố gắng làm cho nó chín nào chín thôi. Khổ lắm rồi. Còn hôm nay bố mẹ cho mình vào bếp đấy. Xem mấy cái clip nấu mì của mình trên YouTube hay là mấy clip nấu ăn buổi chiều, tin tưởng tay nghề lắm. Hôm nay này chết rồi. Ủa lửa to quá cao thì mày ơi. Đói rồi, mấy thằng cũng đói. Nhìn khói bốc này. Bây giờ bắt đầu lửa ra nước. Bùm nóng được không? Bùi mật ong được không? Thế rồi, 15 bùi rồi. Ngọt không? Ok. Đó, ngọt á? Lại mày ăn mày cái cả vị thế nào? Ngọt. Ngọt á? Mày toàn lấy mật ong gì? Rất là tiếc, hôm nay là gà mà mình không thể nào mà chín được. Lại dùng hơi thủ thuật một chút. Cho vào lò nướng cho nó tạ. Lại hết than hết củi rồi mà gà nó vẫn sống nhăn răng ra. Bây giờ là 6 giờ rồi, mình làm từ 3 giờ. Nói chung là về cần sự trợ giúp của nó lớn thì may ra ăn thua, thành quả nó không đẹp đẽ lắm. Mà bên ngoài thì là da thôi các bạn ạ. Da thôi. Giờ mình sẽ ăn thử và thằng em mình đang quay tí nữa là sẽ nó sẽ ăn sau. Nào xem nào, ăn thử miếng gà mà. Nóng lắm mẹ. Ăn thử miếng không đi. Hay tí nữa. Ăn đi. Rất là nóng. Xem nào. Ăn được rồi đó. Nó rất là dai. Chín rồi này, chín rồi. Nó mới thịt mùi mà. Nó ngọt, mèo đây. Nó ăn thử miếng. Ngay thế. Rồi, gà ăn thử miếng cá mà. Úi dồi ôi, nóng quá. Nói chung là trình bày nó không là đẹp đẽ lắm. Nó thương quá. Cá để ăn nhà tẻ, cá có vị. Đây, một mình ướp con cá này nó hơi thô thiển. Đây, đây là hai hòn là ấy gà. Thử miếng nữa ăn. Quay đây, quay cận này. Quá ngon. Nóng quá. Thử miếng nào. Sao? Được. Thật đó, được. Ăn được nhỉ? Được. Con nhận cái này là vừa nãy mà mình nướng xong mà than củi rồi. Thì mới ăn chưa chín em mới cho vào nó lớn nữa hả? Vậy là chưa biết về cái nướng như thế nào cơ. Nó nhìn nó cháy đen này mà nó chỉ bên ngoài thôi. Vào đây thôi. À, vào đây. Bạn nhìn thì còn đây nhá. Khá là dễ xé, nó ướt này. Chứ không phải là nó kiểu nó khô đâu. Rất là ngon. Nói chung là rất là ngon. Được. Thôi clip đây là thằng em vừa nãy nướng của mình nó phải đi về nhà bà ngoại rồi. Bây giờ chỉ có mình là thằng này thử rồi. Bây giờ mình sẽ chia nó mỗi thằng một lửa.
Thì cái clip này xin dừng tại đây rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nói chung về quê như này cũng chỉ có nghịch một số cái mình thích cái gì mình làm đây, rất là thoải mái. Nói chung là cũng là một thời gian xả stress rất là lâu. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, và anh em muốn mình làm clip hay làm gì tiếp theo hãy comment ở phía dưới và đừng quên like đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.